tướng mà bên phía MBA đang sở hữu. Tiếp tục là một tình huống thăm hỏi lên khu vực nửa trên của bản đồ. Lần này cầu tuyết là rất to, hất tung được Kit lên ở một khoảng cách là rất lâu. Tiếp tốc biển. Và anh ta không thể về. Đi để xem nào, anh ta đang cố gắng luôn lách ở đây và không. Đây sẽ là một quyết định, đó là 5 năm và một siêu bom viện rất đẹp từ 4 thành viên nhưng không quá nhiều sát thương. Siêu hùng giáng thế đã xuất hiện đến từ vị trí bay nhà và người nằm xuống đầu tiên. Đó là vị trí đến từ Sona của Ninja 7. Con Hiền Kinh đang cố gắng ở đây dãy đua với 3 thành viên, sức tấn công là rất nhiều nhưng anh ta vẫn đang cố gắng đào thoát được. Phải tốc biến lên để dứt điểm của vị trí của Con Hiền Kinh. Và một cú gồng quá đẹp của Anvet để lấy luôn cho mình, đó là cái mạng của Kit. Và với lượng máu còn thấp như thế này thì có lẽ rằng One mới là đội tuyển thất thế trong vòng combat này. Thắng và hiệu quả nhất. Thật ra là hơ mệt rồi đấy, hơ mệt đến từ vị trí của Anvet rồi. Và bây giờ sẽ là một pha dồn thẳng vào một người chơi chống chịu, đó là 4 thành viên của bên phía của One. Nhưng chúng ta nhìn thấy sức sát thương của bên phía team One là không hề có, cực kỳ yếu ớt. Và đây rồi, khi mà có cả 5 thành viên và có cái xuất huyết đến từ vị trí của Kit thì họ mới có ra. Nhưng một pha bắt Anvet đó là khá mệt đấy. Và đây sẽ là một pha bắt vào người dễ đánh hơn, đó là Hiền Kinh. Và một cái câu tuyết cũng như là một cái dịch vụ đến rất đẹp. Và đây sẽ là một pha gồng cực kỳ tuyệt vời dành cho Anvet. Và rồi ulti đâu Anvet ơi, à anh ta đã sử dụng rồi. Và đây là One Kit đang bị bơ vơ ở một cánh rừng ở đây. Xin có mặt ở đây để có thể hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Nhưng đây sẽ là một dấu gần như là chấm hết dành cho team One trong pha combat này rồi. Lắc sẽ có một pha ulti không mấy đẹp mắt lắm, siêu hùng giáng thế để có thể chạy về được. Và ở đây Radiant cũng như là những người bên phía của MBA họ đang cố gắng truy đuổi bên phía One. Và đường về nhà của bên phía team One là rất xa, chắc chắn họ sẽ phải bỏ lại một mạng lại và thậm chí là siêu khi mà đã bị hôn gió. Đó là một pha quét dơ dành cho bên phía của đội tuyển MBA thứ ba của mình, đó là con rồng ngàn tuổi, con rồng hệ gió. Và chỉ có một mình Ninja 7 mà thôi, tỷ lệ cướp được ở thời điểm này đang là 0%. Có một tình huống dịch chuyển đến từ vị trí của Sanjo và Sanjo cũng đã bị bốc lên bởi cái thủy ngục. Một tình huống chọc chết được đối phương, đó là Odin King, và anh ta được hưởng lợi với hai bùa lợi trên chân, muốn lao ra với tả xương hữu đột. Nhưng rừng sát thương là rất chuẩn xác đến từ phía của MBA. Và đặc biệt trong đội hình có Nunu thì việc cướp được rừng cũng là rất khó, cướp được rồng là rất khó. Và thậm chí Kit anh ta còn bị chọc liên tiếp đến từ vị trí của Odin King. Và một tình huống phản đòn, bắt buộc phải bổ chiêu cuối của mình vào vị trí đó là người chơi hỗ trợ top bù. Yora trong pha thi đấu này nó là lớn như thế nào, anh ta còn rất tự tin cơ. Chúng phản ngọt của mình tránh ra khỏi cái cục keo đến từ vị trí của Kit, thậm chí là chính Kit mới là người bị hủy diệt trong chính vận trụ của mình. Siêu bom địa ngục là rất dồi dào sát thương và chất lượng đến từ vị trí của Zik trong tay Elier, hủy diệt hoàn toàn đến từ bên phía của MBA. Đây là đại diện top 1 của Indonesia, họ đã chiến thắng hoàn toàn trước đại diện top 1 của Đài Bắc Trung Hoa và One Team. Like fanpage Liên minh Hình thái Thúc Chiến Esports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Thúc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CBC.